Xin chào các khán giả của kênh Chiến binh Sao Vàng. Liên quan đến tình hình chấn thương của cầu thủ Vũ Đức Tùng sau trận đấu với đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc, thì ngay sau khi đến thành phố Vilnius chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nga tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã liên hệ với cơ sở y tế chất lượng cao để đưa Đức Tùng đến chụp phim nhằm đánh giá chính xác mức độ chấn thương của anh. Đức Tùng bị tổn thương vùng đầu gối chân phải sau pha va chạm mạnh với cầu thủ đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc và bất đắc dĩ phải rời sân giữa chừng. Cũng trong sáng nay 21 tháng 9, phía bệnh viện tại Vilnius sẽ có báo cáo cụ thể về kết quả chụp phim chấn thương của Đức Tùng. Hiện nay, Đức Tùng đi lại rất khó khăn và phải nhờ đồng đội hoặc trợ lý dìu đi. Phần đầu gối của anh bị đau, không thể tự đi lại và các bác sĩ đội tuyển xác nhận anh sẽ không thể ra sân thi đấu vào ngày mai. Và chúng ta cùng chúc cho Đức Tùng sẽ sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Musiałem się kiedyś wersować od panela, już tak jak to nie trzeba. Państwo, to jest dobrze. Pójdę w trzecie.